Vô miên á chị. Thì tuy là nói 20 nó nhẹ nhàng, nhưng mà cái công phu và công trình trí não của họa sĩ Đằng Giang đã gửi đến cho chúng ta thì có 20 mình nhín ra đi, nghỉ ăn hàng bữa nay hoặc là nghỉ ăn cơm bữa nay trong ngày nay để mình có 20 ăn quyển sách. Dạ. Như vậy bây giờ tạm ngưng cái chương trình bán sách một chút. Nếu quý vị nào giúp cho Đình Hùng có thêm 20 đồng của quý vị nha, thì hãy đi vào trong hội trường hoặc là kêu Phượng hoặc kêu Dĩ Hân gì đó. Và tiếp theo đây, với tiếng hát của nghệ sĩ Philip Nam, một nhà địa ốc tài ba của Cali mình, cống hiến cho quý vị một màn tân cổ. Có em phụ anh không? Cảm ơn chị rất nhiều. 1, 2. Vâng, cảm ơn chị MC rất là nhiều, giới thiệu một nhà địa ốc tài ba. Vâng, bây giờ đến đây với tư cách là một người nghệ sĩ cải lương, và cũng được góp phần nào của bản thân nhỏ hẹp của mình đến với Đức Thánh Trần ngày hôm nay, nhận lời mời của cậu Bảy và tất cả quý vị trong ban tổ chức hôm nay đến đây để được góp tiếng hát của mình để đến cho quý bà con xa gần cũng như tất cả quý vị đang ngồi ở đây. Lời nói đầu tiên thì lúc nào xin gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả quý vị đang có mặt ở đây ạ. Đứng ở trên này có vẻ như là xa xôi quá. Nam xin phép được đứng gần gũi chút xíu cho tất cả quý vị, và Nam cũng được xin phép gửi đến tất cả quý vị bà con cô bác ở đây, cô chú ở đây một bài ca rất là dễ thương để mời tất cả quý vị về dùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như là về quê hương của chúng ta ở miền Nam. Vâng, Nam xin gửi đến quý vị bài cổ nhạc rất là dễ thương của soạn giả Diễn Châu, đó là bài Sầu Dương Ý Nhạc. Và qua tiếng đàn rất là dễ thương của nhạc sĩ Hoàng Phúc, mời quý vị cho một tràng pháo tay lên Hoàng Phúc. Xe dừng lại bên kia cầu bến, nhạc ai làm say rất coi lòng tôi. Dẫu họ không phải là những nhạc sĩ tài hoa, nhưng đời gian khổ là bài ca đầy nước mắt. Mỗi khi có dịp xuống Hậu Giang và đi ngang cầu bên lức, tôi còn nhớ rõ bài ca não nột em bé thơ ngây hát vào năm chiếc cây tre em dắt theo một ông lão tất quyền, em cất lên tiếng ca buồn rời rời mưa rừng ơi. Oh,
buồn làm sao những tiếng nhạc lời ca. Tình nhân loài gian hòa tình đông. Những đường tơ như trùng theo mấy ngón tay gầy guộc đang rung rung bấm nhẹ mây cung đàn. Kiếp đàn lòng phim tan tương như bộ kiếp đơ ràng. Đôi hô mắt sâu thẳm thẳm như chưa đứng một nỗi niềm dĩ gian xa xăm. Xe đến rồi đi, kẻ xuống Hậu Giang, người về đô thiệt. Ai cũng không nghe cõi lòng bệnh quân với lời ca ngây thơ dùng dài đang gian gian trong tiếng nhạc thanh trầm. Nam sẽ còn ngồi lại đây, nếu mà chút xíu nữa cái hơi nó trở về, nó tốt tốt một chút xíu.
tôi sẽ gửi đến tất cả quý vị thêm một bài ca nào đó nữa. Nếu tất cả quý vị vẫn còn ngồi đây, một lần nữa xin kính chúc cho tất cả quý vị vui vẻ và khỏe mạnh. Thank you. À vâng, ví dụ này được. Bây giờ cái này là anh Philip Nam nói tấm lòng bé nhỏ nhưng mà